Creator Minh Anh. Sau 2 năm sáng tạo nội dung trên TikTok, Minh Anh chính thức tập trung phát triển TikTok Shop với mạng Home Living. Kênh TikTok Tớ Là Minh Anh đã nhanh chóng đạt được hơn 100.000 follower. Xin chào mọi người, mình là Minh Anh, là chủ của kênh Tớ Là Minh Anh. Hiện tại thì mình công việc chính của mình là một graphic designer và có thêm một cái kênh TikTok chuyên về decor và home living. Kênh của mình hiện tại đã đạt được hơn 100.000 người theo dõi và mình đã xây dựng kênh TikTok của mình được khoảng hơn 2 năm kể từ những follower đầu tiên của mình là bắt đầu từ khoảng cuối năm 2021 đến đầu năm 2022 á, thì kênh của mình chính thức đạt được con số 10.000 người theo dõi. Và kể từ giai đoạn đó thì kênh mình tiếp tục phát triển theo hướng review, và thời điểm mà kênh mình phát triển bùng nổ nhất là giai đoạn vào cuối năm 2022 khi mà mình bắt đầu mở ra cái series là decor lại căn phòng mới của mình, thì kênh mình đã tăng trưởng nhanh chóng và đạt được con số 100.000 người theo dõi vào đầu năm nay. Ban đầu á, từ những video đầu tiên á, thì mình cũng chưa hẳn là đi theo con đường là chuyên về đồ decor. Lúc đó những cái video của mình á, nó sẽ xoay quanh những cái món đồ mà mình đặt được trên các sàn thương mại điện tử và mình chỉ unbox sau đó mà mình giới thiệu với mọi người thôi. Sau đó lâu dần á, thì mình mới phát hiện ra được là những cái video mà chuyên về đồ decor được các bạn trên kênh của mình thích thú và được xem nhiều hơn. Và đỉnh điểm thì khoảng vào cuối năm 2022 thì mình chuyển đến một cái căn phòng mới và mình mua những cái món đồ decor về setup, thì từ đó cái lượt xem của kênh mình tăng lên và mình bắt đầu tập trung vào chuyên về cái hướng decor. Đến giai đoạn tình cờ mình gặp được một người anh, và anh đó là có chuyên làm với các bạn creator, và anh đó nói với mình một câu rằng là kênh của em hiện tại đang review rất là nhiều đồ, đồ mỹ phẩm cũng có, đồ decor cũng có và đồ gia dụng cũng có, nhưng mà theo anh thì em nên chọn một cái hướng đi cho mình thôi và tập trung phát triển nó để kênh của em được phát triển nhanh hơn và nó tập trung được người xem theo đúng một cái luồng như vậy. Thì mình cũng đã nghe theo lời khuyên của anh đó và mình đã phát triển kênh của mình theo định hướng là đồ decor và home living. Thì trong cái quá trình mà gần hơn 2 năm làm video review TikTok á, thì cái video mà em ấn tượng nhất là một cái video review về bình dưỡng nhiệt, thời điểm hiện tại đã đạt được hơn 9.3 triệu lượt xem. Và cái con số doanh thu đem về cho chiếc bình dưỡng nhiệt đó, em nhớ là vào ngày đầu tiên á, là nó đã cán mốc là 1.000 chiếc bán ra trong 4 tiếng đồng hồ. Nice. Và trong tháng đó là thu về gần 700 triệu doanh thu cho một chiếc bình dưỡng nhiệt thôi. Thì để đạt được cái con số đó thì từ ban đầu cái mình phát hiện ra là mình rất thích một cái bình dưỡng nhiệt, nhưng mà chiếc bình đó là không có bán ở trên TikTok và chưa được nhiều shop bán. Thì mình đã liên hệ với thêm một anh chủ cửa hàng, là anh đó từng hợp tác với mình ở trên những cái video khác, và sau đó thì anh ấy đồng ý là nhập cái sản phẩm đó về, và với ban đầu số lượng về chừng là khoảng 1.000 cái thôi. Thì mình cũng nghĩ là chỉ bán được con số là chưa tới 1.000 cái cho tháng đó, nhưng mà rất là bất ngờ là trong một buổi tối đó chỉ với 4 tiếng thôi á, là hơn 1.000 cái đó đã bay sạch. Và trong đêm đó luôn thì mình và anh đó cùng thảo luận và anh đó ngay lập tức là nhập thêm một số lượng hàng rất là lớn, thêm 2.000, 3.000, 4.000 cái từ những bên khác về, và cái con số nó ngày càng tăng lên, cứ hàng ngày là số lượng hàng bán ra nó vẫn sao la như vậy. Và cái con số hiện tại trên kênh mình bán được cho chiếc bình đó là đã hơn 10.000 chiếc, còn tổng số lượng bình bán ra của shop đó là đã hơn 30.000 chiếc rồi. Thì đó là một cái cột mốc rất là đáng tự hào của mình và đem lại cái doanh thu cũng như cái mức hoa hồng lớn nhất cho mình từ trước tới nay. Để nói là chuyện là lần trước á, mình có review cho mọi người cái bình dưỡng nhiệt thì không ngờ đã bay hết 500 cái trong tháng đó. Tuy nhiên á, có một số bạn phản hồi là cái bình đó nó dễ bị nghiêng và đổ nước, nên là mình đã tìm cho mọi người một cái bình khác xịn hơn rồi nè. Ba cái bình này của mình thì được làm bằng inox 304. Cái điều đặc biệt của cái bình á, là khi mọi người có đổ đá lạnh vào á, thì sẽ thấy ở bên ngoài không có cái hơi nước bốc ra, và dù mình có lắc như thế nào á, thì nước trong bình cũng không bị rơi ra nè. Thì cái đó phải gọi là trộm vía luôn. Thì trước đó là
doanh thu TikTok của em, doanh thu từ TikTok Shop thì mỗi tháng là sẽ tầm trung bình rơi vào khoảng tầm 100 triệu cho một tháng thôi. Nhưng mà trường hợp là đầu tháng 10 đó thì em vừa gia nhập vào MCB luôn, thì cái con số của cái video đó nó là rơi vào ngày mùng 3 tháng 10. Là trong tháng 10 đó thì doanh số của em đã đạt lên khoảng gần 800 triệu. Và nhờ phần lớn là vào nhờ cái bình giữ nhiệt đó. Thì từ cái video bình giữ nhiệt đó về sau á, thì em được nhiều shop và được nhiều các brand khác biết hơn. Và họ có ngỏ lời để mời em review những cái sản phẩm khác của họ. Thì sau này cũng sẽ có, cũng có một số cái video khác cũng đã đạt triệu view. Và cái video đó là cái video như là cái video thứ hai mà em đạt triệu view và đã đạt số lượt view lớn nhất trên kênh em. Còn các video sau này á, thì em cũng có những cái video sản phẩm khác bán ra đạt 2 triệu view rồi đạt 1 triệu view khác cũng có. Nhưng đó là cái video mà gây ấn tượng nhiều nhất và để những bạn khác biết tới em nhiều nhất. Thì cái khó khăn mà em thấy khi làm TikTok Shop đó là em không có quá nhiều thời gian để em dựng những cái video mà liên tục như những cái kênh khác và up video đều đặn. Do đó thì em đã chọn cái phương pháp là em sẽ quay video vào ban đêm hoặc là vào những ngày cuối tuần á, em sẽ quay 3-4 sản phẩm một lần và em sẽ để dành cái suột đó rồi mình sẽ edit và chỉnh dần dần rồi mình sẽ up vào trong các tuần đó. Nhưng mà thông thường á, thì những cái video đó đều là những cái sản phẩm mà em chọn lọc rất là nhiều nên là em cũng cân nhắc để cho cái chất lượng video hoặc là cái sản phẩm đó được tốt nhất. Và mặc dù cái số lượng video ra trên kênh không nhiều như những bạn khác nhưng đổi lại thì cái sản phẩm được mọi người đón nhận và cái lượt mua được rất là nhiều. Em nghĩ là lý do mà sản phẩm trên kênh em được đón nhận nhiều á, thì em nghĩ sẽ có hai hướng. Cái hướng thứ nhất á, là do em cố gắng tìm ra những cái sản phẩm mà nó đang hot nhất ở trên TikTok, hoặc là em đi theo hướng là em tìm ra cái sản phẩm đó họ chưa bán trên TikTok nhưng nó thực sự là nó được bán trên những sàn khác rất là nhiều. Và em đi thuyết phục những nhà bán hàng là bán sản phẩm đó, hoặc là em nhắn với cái bên bán hàng để họ nhập sản phẩm đó, cũng sẽ gọi là trộm vía có những cái video á, nhờ đó, nhờ cái sản phẩm đầu tiên em review á, thì là cái shop đó trở thành cái shop đầu tiên bán và bán chạy nhất trên TikTok. Và có những cái video á, thì nhờ cái sản phẩm họ đã hot sẵn rồi thì em cũng sẽ bán được nhiều hơn. Và cái ý thứ hai á, để bán được cái sản phẩm tốt thì em đầu tư rất nhiều về mặt hình ảnh, nội dung cũng như là cách lồng tiếng cho sản phẩm đó sao cho nó hấp dẫn và cái sản phẩm đó nó thực sự hữu ích, nó thực sự là có cái nội dung gì đó mang lại ý nghĩa cho người xem. Ví dụ như là cùng là sản phẩm đồ gia dụng nhưng mà em sẽ lên video nói về là nhược điểm hay là ưu điểm của sản phẩm đó, hoặc là em sẽ đưa ra một cái lợi ích hay là một cái công dụng mà mọi người có thể sử dụng được cái sản phẩm đó một cách tốt hơn. Dựa vào những cái thông tin cũng như là những cái sản phẩm bán chạy trên kênh em á, thì em rút ra được là cái tệp người khách hàng, cái tệp người xem của kênh em thường là những bạn trẻ hoặc là những bạn văn phòng, những bạn sinh viên, và hoặc là những bạn mà có gia đình rồi nhưng là vẫn còn trẻ, thì những bạn đó cũng có đam mê là set up nhà cửa rồi mua đồ trang trí cho phòng. Và những bạn đó thì thường là sẽ có thu nhập kiểu là tầm trung và nhắm tới những cái sản phẩm có mức giá trung bình, không có quá cao cũng không có quá rẻ tiền nhưng mà cái chất lượng vẫn được đảm bảo và được nhiều bạn khác đánh giá tốt. Thì sau một thời gian làm TikTok Shop á, thì em nhận ra là nó cũng sẽ có hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu. Mặt tốt là TikTok Shop mang đến cho em cái nguồn thu nhập thứ hai, và nó cũng giúp em có thể mua được những cái món đồ mà trước đây em chưa mua được, có thêm nhiều cái mối quan hệ mới cũng như nhiều cái lời mời từ những cái bên hoặc là những cái thương hiệu khác, và cũng như là được cái sự ủng hộ rất lớn từ những bạn người xem, những follower trên kênh của em. Còn cái mặt mà tiêu cực mà em nhận ra thì em đã mất nhiều thời gian hơn để cho việc xây dựng video, xây dựng kênh của mình phát triển. Em có ít thời gian để về nhà hơn, mỗi cuối tuần em không thể về nhà được và khoảng rất là lâu, khoảng vài tháng á, thì em mới có thời gian để về nhà một lần. Cuối tuần á, thì em cũng không có nhiều thời gian đi cà phê, tụ tập với bạn bè, mà em sẽ dành thời gian đó để em lên video, em tìm kiếm những cái sản phẩm mà đang hot trên thị trường để chuẩn bị cho những cái video mới. Em nghĩ là
ai cũng có một cái tuổi trẻ nhưng mà mình cũng phải biết đánh đổi. Nhưng mà em thấy cái sự đánh đổi này á, nó cũng là một cái là hợp lý nếu mà nó mang lại cho mình được cái giá trị về tài chính và mang được cho mình cái giá trị về những cái mối quan hệ ở trong cái lĩnh vực này. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những lúc mà em rơi vào trạng thái stress, em không có tìm được những cái sản phẩm mà nó hot, hoặc là những cái video của mình nó không lên xu hướng, nó không đạt được cái doanh số như là mình kỳ vọng, hoặc là như là mình đã cam kết với các nhà bán hàng khác, thì mình cũng rất là buồn và kiểu mình xuống tinh thần. Nhưng mà nhờ vào đó thì em cũng có đi trao đổi với những bạn TikToker khác đang làm cùng cái lĩnh vực review với em á, thì các bạn đó cũng đưa ra những lời khuyên và em xem thêm nhiều hơn những cái video tích cực khác, những cái video review khác để truyền cảm hứng cho mình, để từ đó là mình có thêm cái động lực cũng như là mình sẽ có thêm nhiều cái ý tưởng khác để phát triển cái kênh, hay là mình có những cái góc quay sáng tạo hơn. Em nghĩ thì kênh TikTok Shop hiện nay đang phát triển và là một cái nơi mang đến một cái cơ hội cho những cái bạn trẻ khác có thể khởi nghiệp và tham gia vào cái lĩnh vực này. Thì nếu lời khuyên của em đưa ra cho những bạn mà muốn bắt đầu với TikTok Shop thì các bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm mà nó chất lượng và giá nó hợp lý, và đầu tư về mặt hình ảnh cũng như là chủ đề và cái hình ảnh góc quay của mình, để làm sao để tạo được cái điểm nhấn cho kênh của mình, để những bạn khác họ xem, họ biết được cái kênh của mình có những cái đặc trưng gì và mang đến những cái giá trị, những cái sản phẩm gì cho họ, không chỉ là một cái video chuyên về review thôi. Thì kênh của các bạn nếu muốn phát triển được, có thể đi lâu dài hơn á, thì nên phát triển theo một cái định hướng là đưa ra được những cái giá trị và ý nghĩa cho người xem, để họ có thêm nhiều những cái lựa chọn trong việc mua sắm ở trên TikTok Shop. Nhưng mà đôi khi thì các bạn bắt đầu với TikTok Shop cũng sẽ thấy khó khăn và có những cái thời điểm rất là chán nản khi video của mình nó không lên xu hướng và cái doanh số của mình nó không có được những bạn khác, như những bạn khác nó không có đạt như kỳ vọng. Thì các bạn có thể gọi là mình chậm lại, nhưng mà mình chắc mình nên tham khảo thêm những cái video của những anh chị ngoài kia, những bạn mà đang làm tốt, đang bán, có lượt bán tốt, thì xem họ có set up những góc quay như thế nào, xem họ đang bán những cái sản phẩm gì. Và nếu các bạn kinh cũng chưa thật sự mạnh á, thì các bạn nên lựa chọn những cái mặt hàng mà đang bán chạy để mình đưa ra những cái nội dung video để thu hút thêm được người xem nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã xem qua chia sẻ của mình. Chào mọi người, mình là kênh Tớ Là Minh Anh. Nếu mọi người đang cần xem những video về đồ decor thì hãy follow kênh của mình nha.